Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo tôi vừa được ông Thế gửi cho các bản tin là Ba Lan gửi xe tăng cho Ukraine để chống lại Nga. Hôm qua thứ hôm thứ hai vừa rồi, Thủ tướng Ba Lan là Mateusz Morawiecki cho biết là Ba Lan đã gửi xe tăng đến Ukraine và không nói thêm chi tiết. Ukraine đã nhiều lần kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí một cách khẩn cấp đặc biệt là các thiết bị hạng nặng trong bối cảnh lực lượng Nga tiếp tục tấn công ở Ukraine. Khi được hỏi liệu là Ba Lan đã hoặc sẽ gửi xe tăng đến Ukraine hay không, thì ông Thủ tướng Morawiecki nói một câu rằng có. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ thêm các chi tiết, bao gồm cả số lượng xe tăng được gửi đi là bao nhiêu. Trước khi tiếp tục có câu chuyện này, chúng ta nhớ rằng Ba Lan là quốc gia đầu tiên ngay đầu tháng 3 đã yêu cầu Mỹ là chúng tôi dự định đưa hết 29 45 chiếc phi cơ MiG-29 của Liên Xô chế tạo cũ trao cho Ukraine. Với điều kiện quý vị sẽ trả lại cho chúng tôi 25 phi cơ loại F-16 để bảo vệ Ba Lan. Nhưng Hoa Kỳ là một quốc gia sợ nhát, mất lòng với Putin, nói rằng là Chúng tôi không muốn gia tăng cường độ chiến tranh với Nga. Thành thử ra từ chối. Mặc dù Ba Lan đã sơn phép tất cả loại phi cơ của Ba Lan thành ra màu cờ của Ukraine và đem chuyển hết qua bên phi trường của Đức để từ đó họ sẽ bay qua bên Ukraine. Nhưng mà cuối cùng Hoa Kỳ không chịu sợ chiến tranh. Nếu hôm nay thì Hoa Kỳ đã đồng ý là vì Hoa Kỳ cũng gửi xe tăng cho bên Ukraine không nhớ gửi xe tăng là còn gửi cái loại người ta gọi là cái gì nhỉ Anti-Aircraft Tank tức là những cái loại xe tăng mà nó chống phi cơ, lưu động vì vậy cho nên rằng là cái loại này làm cho Nga khó pháo kích khó anh tạc bởi vì nó không đứng một chỗ mà nó có thể nó vừa đi mà nó vừa bắn cái loại tối tân của Mỹ rồi Mỹ là còn gọi cái loại phi cơ tấn công trực thăng loại mới M17 và nói rằng là còn gọi thêm cả một triệu viên đạn các loại súng phòng không 155 ly loại đại bác không nhật của quân đội của Hoa Kỳ trao cho Ukraine bởi vậy đến bây giờ Ba Lan đã đồng ý công khai gửi xe tăng cho bên Ukraine ngay từ tháng 3, Ba Lan cho biết họ đã sẵn sàng khai triển tất cả các loại máy bay phản lực MiG-29. Đấy, quý vị thấy không? đưa đến phi cơ quân sự không quân Ramstein của Đức rồi giao cho Hoa Kỳ để có thể cung cấp cho Ukraine. Nhưng Hoa Kỳ đã từ chối. Thủ tướng Ba Lan hồi cuối tháng 3 cũng cáo buộc các lực lượng Nga đang khủng bố dân thường giết hại phụ nữ, trẻ em và người già vô tội. Đồng thời nói thêm chúng ta thực sự nên công nhận Nga là một quốc gia khủng bố. Đài phát thanh Ba Lan đưa tin. Đấy, quý vị thấy Ba Lan hay là một quốc gia đầu tiên ủng hộ Ukraine. Về mọi phương diện, Tiền, bạc, rồi thuốc men, rồi võ khí. Mà nhất là nuôi 3 triệu rưỡi người tị nạn của Ukraine. Cho đến bây giờ vào khoảng trên 5 triệu người tị nạn Ukraine đã bỏ nước ra đi. Vào riêng nước Ba Lan họ đã giúp vào khoảng 3 triệu người. Rồi ông Thủ tướng Ba Lan còn nói rằng là Quốc gia của Ba Lan chúng tôi không những giúp cho Ukraine giờ này mà còn hứa góp phần để tái thiết lại quốc gia sau khi chiến tranh chấm dứt. Và ông tuyên bố rằng Nga phải thua thôi. Lý do là vì bây giờ cả thế giới đều ủng hộ nước Ukraine. Ông ta nói thêm rằng cái phía đông của Ukraine tương lai phải được bảo vệ tốt hơn nhiều so với trước đây. Và ông đề nghị là Mỹ gửi thêm quân đội phần lớn ở biển Baltic với Ba Lan, yêu cầu Mỹ gia tăng 50.000 quân đội vào Âu Châu để mà có thể bảo vệ những quốc gia biên giới từ Belarus cho đến Romania, đến Czechoslovakia, đến Ba Lan. Các binh sĩ của siêu cường Mỹ là lực lượng mạnh nhất ngăn chặn Nga tấn công các nước NATO và cung cấp cho chúng tôi sự bảo đảm an ninh tốt nhất. Vì thế cho nên nước Mỹ quý vị thấy cho đến giờ này mới có hai tháng cuộc chiến Mỹ đã bỏ để cho Ukraine 4 tỷ đô la. Tuần vừa rồi tuyên bố 800 triệu đô la, tuần trước đó 800 triệu đô la, thời gian hai tuần trước đó 1 tỷ 6 triệu đô la để bảo vệ cho kinh tế. Hôm vừa rồi hai ông Ngoại trưởng và quốc phòng Mỹ đến cũng tặng thêm 736 triệu đô la võ khí và lương thực. Cho nên đến bây giờ, Mỹ là quốc gia bỏ tiền nhiều nhất, võ khí đông nhất. Do đó, tiền Lavros, ngoại trưởng của Putin mới nói rằng, chúng tôi nghĩ rằng muốn nói chuyện về hòa đàm phải nói chuyện thẳng với Mỹ thì mới có lợi. Thì quý vị mới loài đuôi ra lâu nay, Putin không muốn đàm thoại luận với lại ông Zelensky là vì nghĩ rằng Zelensky là một đàn em muốn nói chuyện phải nói thẳng với công chủ tức là Hoa Kỳ và cái điều đó thì không bao giờ được bằng chứng là tên ngoại đại sứ của Nga ở bên thủ đô Hoa trình Đốn năm lần bảy lượt yêu cầu được gặp tổng thống phó tổng thống Mỹ đều bị từ chối rồi Bộ trưởng Ngoại giao của Nga Lavrov hôm thứ hai vừa rồi cho biết các chuyển giao vũ khí của nước Mỹ cho Ukraine là làm gia tăng cường độ chiến tranh với Nga và mặc Tư Khoa coi những cái vũ khí này là mục tiêu hợp pháp để tấn công yêu cầu Mỹ ngừng cái điều trẻ con tôi thưa với quý vị rồi cộng sản nó không biết chính trị Putin là một người phải thực tế mà nhìn nhận bây giờ anh ta là một cái tay chiến bại Tiền thì không có Tiêu hết rồi Ở ngoại quốc có bao nhiêu thì ngoại quốc nó núm hết Anh giữ Pháp, giữ Đức, giữ Mỹ, giữ bốn hàng ngàn ngàn tỷ đô la nằm ở ngoại quốc không được rò đến Đến nỗi mà nợ có 635 triệu đô la đòi tiền mà nó không cho Rồi 64 quốc gia đã quay mặt làm ngơ đối với Putin Bây giờ chỉ còn có mỗi tàu cộng Tập Cẩm Bình mà cũng là 50-50 Tập cầm binh bây giờ mới thấm đoàn vào cái bọn Âu Châu này Nó mới bảo vệ nhau Mình là ra vàng vất đi Bởi vậy cho nên Tập cầm mình bây giờ không còn nghênh ngang mà công khai ủng trợ ủng hộ Putin nữa Nói với cả đàn em cũng nên tránh Quý vị nhớ Thổ Nhĩ Kỳ không Tổng thống Erdogan là một người luôn luôn yểm trợ Putin theo Nga. Vậy mà sau 2 tháng vừa rồi đến giờ này, Erdogan đã đi gặp Putin về thay mặt, đối lòng. Tức là cấm quân đội của Nga, hải lục không quân, trên đường dưới biển và trên không, không được đi vào cửa biển và cửa ngõ không phận của Erdogan, của Thổ Nhĩ Kỳ. Và yêu cầu tất cả những cái tay ngoại giao của mình, Nga ở bên Istanbul rút về Ankara. Thế thì tập cầm mình làm thằng láo cá. Nó thấy cái tình thế này là thua rồi. Cho nên nó rất nhỏ nhẹ. Và nó không còn ninh ngang với Đài Loan. Giờ nên nó không có dám nói thằng nó đánh Đài Loan nữa. Mấy hôm nay cái thằng Vương Nghị, thằng con nít. Triệu Lập Kiên ba thằng trẻ con. Có dám động đến vấn đề của Thanh Văn nữa đâu. Mà tất cả những cái trò chơi chính trị bệnh thỉu của Putin giờ này. Tàu Cộng đã thấm nhuần ngánh mật làm ngơ là vừa Trong khi đó thì chúng ta lại có một cái bản tin hay nữa Là ngân sách quân sự toàn cầu của thế giới đã vượt quá 2.000 tỷ đô la Theo những cái bản nghiên cứu về chính trị thế giới Do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ở Thụy Sĩ Gọi là SIPRI Tuyên bố vào ngày 25 tháng 4 cho biết Hiện nay thế giới trong năm 2021 đã gia tăng trên 2.000 tỷ đô la. Chính xác là 2.113.000 tỷ đô la. 2.000 tỷ đô la chứ không phải 2 tỷ đô la. Chi tiêu quân sự toàn cầu năm 21 cao hơn 7% so với năm 2020 và cao hơn 12% so với năm 2012. Nhờ sự vấn đề chiến tranh của Putin Thế giới bây giờ mới chạy theo để mà võ trang cho mình Và cái người hưởng lợi nhiều nhất là phải nói đến Hoa Kỳ Hoa Kỳ là một quốc gia được nhiều quốc gia mua phi cơ loại tối tân F-16 Mua loại missile tức là hỏa tiến Tomahawk Mua loại hỏa tiến Patriot Mua loại hỏa tiến Stinger vai Nói tóm lại hàng hóa của quân đội Hoa Kỳ bây giờ được cả thế giới đặt mua rất nhiều và có nhiều nguồn tin cho biết là cái đơn đặt hàng đã gia tăng lên hàng ngàn tỷ đô la cho những tháng ngày sắp tới. Đặc biệt là có 15 quốc gia hàng đầu dùng chi tiền nhiều nhất cho quân sự chiếm tới 80 phần. Hoa Kỳ là quốc gia đứng đầu với 38% trên tổng số toàn cầu. Tiếp theo là tàu cộng 14%, Ấn Độ 4.5%, Vương quốc Anh 3.2% và Nga là 3%. Ngay cả cái quốc gia Hồi giáo chết rét là Iran cũng đứng ở vị trí thứ 14. Lần đầu tiên sau 20 năm nước này lọt vào danh sách 15 quốc gia dùng tiền nhiều nhất trong vấn đề quân sự. Nói về riêng Hoa Kỳ trong năm 2021, Ngân sách quốc phòng đã tăng lên 801 tỷ đô la, tuy rằng có thấp hơn năm 2020 1.4%, tài trợ cho nghiên cứu và phát triển giảm 12% so với năm trước là 24% và kể từ năm 2012 cao hơn đến 30%. Đây là một trong những sự kiện chúng ta thấy rằng đến giờ này thế giới đang theo đường lối của Ukraine là phải tự vệ và đánh thẳng vào Putin để đem lại hòa bình cho dân tộc và quốc tế. Riêng Đài Loan họ đã đề phòng từ hàng chục năm trước cho nên Tập Cẩm Bình không có một hy vọng nào mà có thể dám há động đến Đài Loan là như thế. Kính thưa quý vị, đến đây tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta